30. Di Linh, sao vậy? Đã khá hơn chưa? Em đỡ hơn nhiều rồi. Chúng ta mua thuốc là được rồi, không cần phải làm kiểm tra. Không sao, đừng lo lắng. Em ở đây đợi anh. Anh đi trả phí đã. Diêu Giao, tình hình của cô giống như tôi dự liệu, rất không lạc quan. Cô bị hen tim bẩm sinh. Nhiệm vụ của tâm thất thái hiện tại đã quá tải. Thêm vào đó mấy tuần nay, cảm xúc của cô bị chấn động rất nhiều lần. Tim khó mà cung cấp máu như bình thường. Nhịp tim đập bất thường, do vậy mới dẫn đến suyễn phát tác nhiều lần. Bác sĩ, tình trạng mà ông nói, bác sĩ trước đây đã nói rồi. Chỉ là tình trạng của tôi lúc đó không nghiêm trọng đến vậy. Suyễn chỉ là biểu hiện. Quan trọng hơn hiện tại, đó là phải nhanh chóng lựa chọn phương thức điều trị cho tim của cô, tránh hiện tượng suyễn biến chuyện xấu đi. Xem ra bây giờ chỉ có phẫu thuật mới là phương thức điều trị có hiệu quả. Nếu phẫu thuật thành công, cô có thể khỏi bệnh. Đương nhiên, phẫu thuật này sẽ tồn tại nguy hiểm nhất định. Tôi mong cô bàn bạc với người nhà. Tỷ lệ rủi ro là bao nhiêu? Y học hiện nay đã tiến bộ rất nhiều rồi. Dựa vào kinh nghiệm từ trước đến nay, khả năng phẫu thuật thất bại chỉ có 5%. Tuy nhiên đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Cô vẫn nên cân nhắc thật nghiêm túc. Bác sĩ, ý của ông là nếu 5% rủi ro này một khi đã phát sinh, tôi sẽ chết sao? Tỷ lệ rủi ro này rất nhỏ, cô không cần phải quá lo lắng. Vì nếu tôi không tiến hành phẫu thuật, không làm phẫu thuật, nếu cô không muốn làm phẫu thuật, tình trạng này sẽ biến đổi phức tạp đó. Nhiệm vụ của tim cô sẽ càng ngày càng nặng, rất có khả năng. Nói thế nào vậy? Là một bác sĩ, tôi vẫn kiến nghị cô tiếp tục nhận trị liệu phẫu thuật mới tốt. Bác sĩ Trần, chuyện gì vậy? Bệnh nhân Diêu Giao khi nãy vừa ra khỏi, nói tôi thay cô ấy thông báo cô ấy trước mắt không muốn làm phẫu thuật tim. Cô ấy có nói lý do không? Không có. Cô ấy không biết bệnh này cứ tiếp tục kéo dài sẽ nguy hiểm đến tính mạng sao? Cô ấy chỉ không ngừng cảm ơn sự quan tâm chăm sóc của bác sĩ với cô ấy. Thanh niên bây giờ đúng là không ra sao cả. Sinh mạng của bản thân mà cũng không quý trọng. Sao cô ấy có thể bệnh mà không chữa chứ? Cô nói xem. Vừa rồi em chạy đi đâu? Sao tìm khắp nơi mà không thấy em? Bụng em hơi khó chịu nên đi nhà vệ sinh một lát. Sao rồi? Cảm thấy thế nào? Nhìn em như có tâm sự. Vừa nãy em đã xếp hàng rất lâu rồi, sao đột nhiên lại không kiểm tra chứ? Không có gì, giờ khá hơn nhiều rồi. Không còn sớm nữa, anh đưa em về nhà đi. Được. Trên đây là công ty ở Singapore, phương án tiến hành hạng mục mới. Mọi người có ý kiến gì không? Chủ tịch, Hồ Tổng, tôi cảm thấy triển vọng của hạng mục này rất tốt. Cá nhân tôi sẽ hoàn toàn ủng hộ. Phải, đúng là một hạng mục hay. Đây là cơ hội tốt để nâng tầm ảnh hưởng trong ngành của chúng ta. Phải đó, tôi cũng cảm thấy có lý. Khu Tổng, ngài thấy sao? Mọi người đã cảm thấy là hay, vậy thì tôi cũng không có ý kiến gì. Chẳng qua chỉ là chủ tịch Kiều Tổng hôm nay sao không đến tham gia cuộc họp lần này? Phải đó, phải đó. Kiều Tổng sao không đến? Đúng thế, Kiều Tổng này sao không đến vậy nhỉ? Sao vậy? Làm gì Linh cô ta? Sao cô ta lại đến đây? Chủ tịch, các vị cổ đông, chào mọi người. Xin lỗi đã đến muộn. Nhằm ủy thác của Kiều Tổng, tôi sẽ đảm nhận đại diện quyền cổ đông của ông ấy tham gia cuộc họp董sự của Hằng Thịnh. Kiều Lực có ý gì đây? Làm gì Linh từ chức khỏi Hằng Thịnh? Sao lại điều của ta quay lại? Đây không phải là đang thị quy với chúng ta sao? Đúng vậy, phải đó. Hồ Tổng, đừng nói thế. Ông nói xem mọi người đều là việc công ty, ông không thể kéo tình cảm cá nhân được. Phải vậy đó, rất tốt. Cô Lâm, rất hoan nghênh cô gia nhập hội đồng sự Hằng Thịnh. Thân là người đại diện cổ đông, đầu tiên nhất định phải làm cho rõ thân phận của mình. Sau đó là vì Hằng Thịnh làm nhiều chuyện có ý nghĩa một chút. Cảm ơn chủ tịch đã chỉ đạo. Tôi nhất định sẽ tận lực làm hết khả năng, tranh thủ để không phụ sự tin tưởng mọi người dành cho tôi. Di Linh, anh có chuyện muốn nói với em. Đợi đã, anh có điều muốn hỏi em. Hồ Tổng, đây là nơi công cộng, xin anh đừng theo tôi. Anh rốt cuộc muốn làm gì? Di Linh, em hiểu làm anh rồi. Hôm đó anh không có cách nào ra sân bay, bởi vì anh phải đi Singapore xoay sở tiền, gặp phải bao khó khăn. Đủ rồi, đó là chuyện riêng của anh, không cần giải thích với tôi. Còn nữa, anh đừng quên, tôi của hiện tại là người đại diện của Hoàng Cầu. Nếu không phải chuyện công, việc anh để tôi đi. Anh làm gì thế? Anh coi tôi là ai? Em nói đi, em là ai của anh? Chúng ta đã kết hôn rồi. Anh vẫn còn nhớ chúng ta đã kết hôn rồi. Thế anh nói cho tôi biết hôm ở sân bay tại sao anh không đến? Tại sao? Thế nên em phải cho anh cơ hội giải thích chứ. Alo. Mẹ. Dì Linh, dì Linh. Alo mẹ, con sẽ qua đó ngay. Sếp, lần này không phải tôi muốn nói sếp. Trong hôn lễ kéo người con gái khác đi. Đổi lại là tôi không tiếp nhận nổi. Diêu Giao vốn đã đến hôn với tôi, nhưng đã vì tôi mà quỷ hôn ước muốn gả cho Kiều Lực. Tôi biết cô ấy đang làm trái với tâm lý vốn của mình. Đối với một người con gái mà nói, 2 lần quỷ hôn sẽ tạo thành vết thương danh dự rất lớn. Vì thế tôi chỉ có thể trước mặt đám đông trong hôn lễ kéo cô ấy đi, để mọi người đều biết cô ấy đào hôn là do Hồ Kiên Dư tôi làm ra. Cũng hy vọng có thể giảm đi sự tổn thương với cô ấy, cũng là chút bồi thường của tôi cho cô ấy. Sếp à, về phía Di Linh anh định thế nào? Cô ấy hẳn đang tức giận. Đợi qua mấy ngày rồi nói chuyện với cô ấy. Tôi tin cô ấy chắc chắn sẽ hiểu cho tôi, ủng hộ tôi. Cũng chỉ có thể như thế. Sếp, anh đúng là một người đàn ông tốt nhất thế giới. Nếu tôi là con gái, tôi tuyệt đối sẽ yêu anh. Sếp à, ý của tôi là tôi sẽ không yêu anh. Không không, tôi không phải có ý đó. Kiên Dư, chuyện Singapore đầu tư lần này con làm rất tốt. Mẹ, thời gian con không ở đây mẹ đã cực khổ rồi. Từ từ thôi. Một mặt mẹ phải gánh áp lực của hội đồng đồng sự, một mặt phải lo lắng cho Diêu Giao. Hơn nữa sức khỏe của mẹ vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Đã quay lại Hằng Thịnh giúp con xử lý cục diện. Con một mình ở Singapore, không cách nào giúp mẹ san sẻ nhiều việc. Trong lòng con thấy rất buồn. Đứa con ngốc. Mẹ không phải đã nói với con rồi sao? Trời sập xuống còn có mẹ. Giả lại, đây không phải điều là chúng ta đã lên kế hoạch rồi sao? Nếu không phải như vậy, sao đủ để khiến sự chú ý của bọn họ toàn bộ đều đổ lên con được? Để con ở Singapore có đủ thời gian làm chuyện này đây. Mẹ, cảm thấy sao rồi? Đau không mẹ? Hằng Thịnh bên đó sao rồi? Chuyện xảy ra tai nạn xe đã truyền tin đi chưa? Mẹ, mẹ mới vừa làm phẫu thuật. Đừng lo lắng chuyện công ty nữa. Kiên Dư, nhanh chóng đi Singapore một chuyến, tìm tập đoàn Tập An. Bọn họ rất có hứng thú việc khai thác thị trường khu nhà kỹ thuật số. Bọn họ cũng muốn đặt chân vào thị trường này. Ngày thường bọn họ cũng có bày tỏ với mẹ mục đích của họ. Nhân tiện có tin tức còn chưa lọt ra ngoài, con mau đi liên hệ với họ, thảo luận hạng mục đầu tư với họ. Bọn họ nhất định sẽ đồng ý. Mẹ, con không thể nào cứ thế này mà đi được. Con đi rồi mẹ phải làm sao? Đứa con ngốc. Đây gọi là dương đông kích tây. Dùng cách khác để giành thắng lợi chính là phải dừng lúc bọn họ không phát hiện ra, chúng ta mới thành công được. Giờ chúng ta gặp tai nạn xe, con đột nhiên biến mất. Khu Chí Tân, ông ta và phe phản đối tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Bọn họ chắc chắn sẽ lấy việc con mất tích mà biến nó thành cơ hội tốt, tận dụng cơ hội tìm người thay thế con. Thế nên nhân tiện lúc này con có thể ra ngoài thay mẹ xếp đặt. Đến lúc đó mũi nhọn mọi vấn đề đều sẽ chỉ vào con. Như vậy con có thể đi Singapore cho mẹ, tranh thủ thêm chút thời gian. Không thể để Kiều Lực và Khu Chí Tân bọn họ phát hiện, bằng không bọn họ sẽ cố cản trở con. Mẹ, mọi chuyện ở đây đều do một mình mẹ đối phó, con không đồng ý. Mẹ biết con là đứa con hiếu thuận, con sẽ lo cho mẹ. Yên tâm, mẹ thực sự không sao cả. Mẹ đều đã lớn tuổi vậy rồi, có phong ba nào chưa gặp chứ? Chuyện nhỏ này tính là gì? Bao, đi thu dọn đi. Lập tức bay đi Singapore. Đừng bao giờ để người ta phát hiện. Còn nữa, chuyện quan trọng nhất chính là không thể để bất kỳ ai biết, bao gồm cả Lâm Di Linh. Lần trước, kế hoạch khu nhà kỹ thuật số là do nó mà bị lộ cơ mật. Hiện tại, nó lại là người của Hoàng Cầu. Bản thân nó hận mẹ. Nếu chuyện lần này để lộ ra ngoài, vậy thì phí hoài công sức mất rồi. Mẹ biết, con yêu nó. Nhưng hiện giờ chuyện liên quan đến đại cục, nếu con nghĩ cho Hằng Thịnh thì con đừng bao giờ liên lạc gì với Lâm Di Linh. Nếu nói kế hoạch lần này của chúng ta bất thành, Hằng Thịnh sẽ rất có khả năng bị mất trong tay. Mẹ con chúng ta, Kiên Dư. Đồng ý với mẹ, được không? Kiên Dư, Giao Giao hiện giờ ở chỗ con à? Kiên Dư, Giao Giao thực sự là một đứa trẻ tốt. Nó vì cứu con tình nguyện bị gả cho Kiều Lực. Bây giờ nó lại bị con dẫn đi. Trong hôn lễ, dưới trăm ánh mắt nhìn theo dõi, 2 lần quỷ hôn, đối với một người con gái mà nói có bao nhiêu đã kích chứ. Nó sau này phải làm sao ăn nói với người ta đây? Mẹ, Nam Nhi đại trượng phu có ơn tất báo. Diêu Giao hy sinh bản thân vì con đều ghi nhớ trong lòng. Phần đời còn lại của Hồ Kiên Dư con nhất định sẽ trả lại. Nói như vậy, con vẫn không định kết hôn với Diêu Giao phải không? Được thôi. Giờ đây hạng mục bên Singapore vẫn chưa phát triển, con cứ làm chuyện bên đó trước. Chuyện của Diêu Giao để từ từ đã, sao rồi nói đi. Anh bỏ tay ra. Anh làm gì vậy? Anh bỏ tôi ra. Hồi nhỏ em thích nhất là anh dẫn em đến đây. Không ngờ trong chớp mắt bao năm đã trôi qua. Chuyện xảy ra lúc đó cứ ngỡ như mới hôm qua. Tôi chỉ nhớ ở công viên này, người đầu tiên bắt nạt tôi chính là anh. Anh đã dẫn một đám bạn xấu xa cướp lấy món đồ chơi duy nhất mẹ tôi để lại. Đừng khóc nữa, anh mua cho em cái mới. Không phải chỉ là con búp bê thôi sao? Anh mua lại cho em cái mới. Đừng thế này nữa. Em muốn mua cái này, chính là nó. Em muốn cái này. Em muốn cái này cơ. Em muốn cái này cơ. Em muốn nó. Cái này cháu không cần nữa. Bán cho em gái cháu con búp bê bằng dung đi. Được. Di Linh, hồi nhỏ đều là anh bắt nạt em. Không ngờ lớn lên rồi, người bắt nạt em vẫn là anh. Anh có ngàn vạn lời xin lỗi muốn nói với em. Lần trước ở sân bay, em đợi anh lâu như vậy, anh lại không xuất hiện. Anh thực sự là có nguyên nhân cực kỳ nguy cấp. Thị trường bắt đầu dồn ép. Đám người Khu Chí Tân cũng muốn lợi dụng thời cơ này hạ bệ vị trí tổng giám đốc của anh. Mẹ anh cũng vừa làm phẫu thuật và để anh đi Singapore đầu tư. Di Linh, hôn lễ lần trước chính xác là rất đơn giản. Xin lỗi em. Dù cho là hôn lễ, áo cưới, dẫn cưới đều rất dở tệ. Tất cả những gì con gái ước mong tha thiết, tất cả mọi thứ bọn họ có được, anh nhất định sẽ bù đắp cho em nhiều lần. Anh sẽ không để cho em phải chờ đợi. Chúng ta vui vẻ sống đến trọn đời, được không? Năm tôi 18 tuổi, tôi bị đưa đến Mỹ du học. Anh cũng nói sẽ đến sân bay tìm tôi. Tôi đợi đến lúc máy bay cất cánh, anh cũng không xuất hiện. Một tháng trước, chúng ta vừa mới đăng ký kết hôn. Anh nói sẽ đưa tôi đi, sẽ không giống như 5 năm trước bỏ lại tôi không quan tâm. Nhưng kết quả thì sao? Mỗi lần tôi hạ quyết tâm, nói cho dù thế nào cũng đều ở bên anh, tôi đều phát hiện chỉ một mình tôi đơn phương. Luôn luôn xuất hiện những chuyện phá đi tất cả. Chẳng lẽ thực sự có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ lắm sao? Với anh mà nói, tập đoàn Hằng Thịnh cùng vị trí tập giám đốc của anh quan trọng hơn cả tôi. Tôi cũng nghĩ kỹ rồi. Tất cả những việc xảy ra ở Hồng Kông chỉ là tôi nhất thời kích động, xem tất cả như chưa từng xảy ra. Di Linh, anh sẽ không làm những chuyện làm tổn thương đến em. Di Linh, em phải tin anh sẽ không như vậy. Em phải tin tưởng anh. Di Linh, Di Linh, Di Linh, Di Linh, Di Linh. Di Linh, em tỉnh rồi. Có chỗ nào không thoải mái không? Tại sao tôi lại ở đây? Di Linh, em mang thai rồi. Em sắp làm mẹ rồi. Di Linh, em nghe thấy không? Chúng ta có con rồi. Em làm gì thế? Dì Linh, em muốn làm gì? Dì Linh, em muốn làm gì? Tôi muốn về nhà. Anh bỏ tôi ra. Bác sĩ nói em vẫn còn yếu, cần tĩnh dưỡng, không thể chạy lung tung. Chuyện của tôi không cần anh lo. Anh bỏ tôi ra để tôi về nhà. Dì Linh, Dì Linh, bỏ tôi ra. Hồ Kiên Dư, anh đưa em về nhà. Anh đưa em về. Anh đưa em về nhà. Dì Linh, không sao rồi. Dừng xe. Anh đưa em về nhà. Không cần, anh dừng xe. Di Linh, Di Linh, đừng như vậy. Di Linh, anh biết là gần đây xảy ra rất nhiều chuyện khiến em khó mà tiếp nhận, cũng khiến thể xác và tinh thần chúng ta mệt mỏi, cũng làm tổn hại đến sự tin tưởng của chúng ta. Nhưng cho dù thế nào, tình yêu giữa chúng ta là thật. Ngay cả trời cao cũng làm chứng cho chúng ta, ban tặng cho chúng ta đứa con. Di Linh, anh từ nhỏ đã lớn lên mà không có ta ở bên cạnh. Anh biết đối với một đứa trẻ, cảm giác không có ba có nghĩa là như thế nào. Anh đã từng trải qua những đau khổ này, cho nên anh không hy vọng con mình cũng trải qua tất cả điều này. Đồng ý với anh được không, Di Linh? Sẽ không có ai hiểu hơn em sự đau khổ khi mất đi người ba. Có điều Diêu Giao vì anh mà trả giá rất nhiều. Nếu như cái thứ này mà ở bên anh là rất không công bằng với cậu ấy. Chuyện đến quá đột ngột. Anh để em nghĩ cách đã. Chuyện hai chúng ta kết hôn, đừng nói cho ai khác. Được, anh đồng ý với em. Nhưng hiện giờ em về một mình không an toàn. Để anh đưa em về nhà. Chuyện đến lúc đó chúng ta lại nói sao? Được không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. 承受的昨天，原谅。我想不到我们彼此选择默默守护，也许是懂。 说出口的那些在意，下定决心选择你，就是肯定自己没有错，不用说没错的道歉，作为再见，原谅你的不解，原谅像从前。 会改变，是我临终坚决。原谅不是妥协，原谅是为纪念我们拥有彼此的世界。 Chủ tịch, để ngăn cản chiến lược hợp tác của chúng ta với tập đoàn Tập An ở Singapore, Hoàng Cầu và Trần Thị đã đẩy nhanh phát triển hạng mục khu nhà kỹ thuật số, khai thác hang động cổ của chúng ta ở Hồng Kông, tạo ra ảnh hưởng cực kỳ lớn. Khoản tiền 100 triệu Kiên Dư bồi thường đã sớm đã giải quyết tài khoản của Trần Thị rồi. Tại sao Trương Hoàng Niên vẫn không muốn bám lấy chuyện này không buông? Luật sư Lâm, giờ ông liên hệ với ông ta ngay lập tức. Tôi muốn hỏi ông ta rốt cuộc là tại làm sao? Vâng, Chủ tịch. Khoản bồi thường lần trước chỉ là nói danh Trần Thị đồng ý bãi bỏ tố cáo Hằng Thịnh. Riêng sáng chế giờ ở trong tay chúng tôi. Điểm này chắc bà không quên chứ. Trần Thị nắm giữ văn kiện đăng ký bản quyền hợp pháp. Vì vậy, các người không có quyền phát triển kế hoạch thu nhà kỹ thuật số. Trương Hoàng Niên, ông đừng chèn ép người quá đáng. Bà cũng không cần phải quá tức giận đâu. Tôi biết Kiên Dư đã phí rất nhiều tâm tư cho vụ này, đặc biệt là khu đất ở hang động cổ. Bản thân vị trí đã xa. Nếu bỏ khu nhà kỹ thuật số thì khu đất này chỉ đợi bỏ đi thôi. Vẫn là câu nói cũ. Chỉ cần bà xin lỗi tôi, để con trai quay về nhận tổ tông, đổi sang họ Trương, nhà kỹ thuật số sẽ giật về chủ cũ. Bằng không, không có gì cần bàn nữa. Trương Tổng, vừa rồi bác sĩ Trần lại gọi điện tới. Ông ấy nói kết quả kiểm tra của ngài đã có rồi. Tế bào ung thư bắt đầu di căn. Trương Tổng, tại sao ngài không nói bệnh của mình cho Chủ tịch Hồ? Như vậy, bà ấy sẽ hiểu cho nỗi khổ của ngài. Hoặc là sẽ để Hồ Tổng nhận lại ngài. Tôi và Hồ Hân đã ồn ào quá nửa đời người, đã không còn biết phải chung sống thế nào cho tốt. Nói cho bà ấy, tôi cũng không có cách nào mở miệng. Bao năm nay, tôi đúng là đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với bà ấy. Thà nói cứ như bây giờ, còn hơn nói cho bà ấy, để bà ấy buồn, cứ để bà ấy hận tôi. Như vậy, cứ cho tôi chết đi rồi, bà ấy cũng sẽ không vì nguyên nhân của sự việc mà đau khổ quá. Dương Tổng, có cơ hội hợp tác. Nghe nói Tập đoàn Hoàng Cầu của các ông và Tập đoàn Trần Thị chuẩn bị liên kết hợp tác phát triển hạng mục khu nhà kỹ thuật số, bởi vì có khái niệm mới khoa học kỹ thuật xanh, nhận được sự ủng hộ rất lớn của xã hội Hồng Kông. Phải đó, hạng mục này vừa mới khởi động đã nhận được nhiều sự quan tâm đến vậy. Thật lòng chúc mừng Kiều Tổng. Trương Tổng chúc mừng nhé, còn có Trần Tổng. Chúc mừng, tất cả đều dựa vào kỹ thuật. Khu nhà kỹ thuật số của Trần Thị nào mới có một hạng mục hay như thế, nào cạn ly. Nào. Phải đó, Kiều Tổng khách khí quá rồi. Nếu không có sự ủng hộ của Hoàng Cầu, Trần Thị chúng tôi cũng không thể độc lập phát triển được hạng mục lớn như thế. Hoàng Cầu và Trần Thị, hạng mục này khởi động trong chốc lát. Tôi thấy với Hằng Thịnh mà nói, đây là một đòn đả kích nghiêm trọng. Cái đó nghe nói vì liên quan đến bản quyền sáng chế Tập đoàn Tập An của Singapore, tương lai sẽ có khả năng không tiếp tục đầu tư với Hằng Thịnh nữa. Vừa mới nói đến cậu ta, người đã đến rồi. Đó không phải là Hồ Tổng của Tập đoàn Hằng Thịnh sao? Là cậu ta, Kiều Tổng. Chúng tôi đi chào hỏi cái đã. Được được, chúng ta đi xem sao đã. Hồ Tổng, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp Hồ Tổng. Mấy nhân vật có vị trí quan trọng đó hôm nay đều đến đây, đi thôi. Phải đó, đã lâu không gặp, được được. Đã lâu không gặp, Hồ Tổng. Sao trùng hợp thế này? Không ngờ 2 ngày không gặp, Kiều Tổng đã hồi phục lại phong thái trước đây. Hoàng Cầu và Trần Thị muốn phát triển khu kỹ thuật số, tôi làm sao có thể không sốc lại tinh thần mà đến chứ. Ngược lại bên Hồ Tổng, nghe nói phương diện Singapore đầu tư tạm hoãn lại rồi. Cần tôi giúp gì cậu cứ nói. Kiều Tổng cũng là động sự của Hằng Thịnh. Hiện giờ Hằng Thịnh gặp phải chút khó khăn. Tôi tin Kiều Tổng nhất định sẽ luôn đứng cùng thuyền với Hằng Thịnh. Mấy vấn đề này hẳn sẽ giải quyết thuận lợi. Đó là đương nhiên. Hằng Thịnh thiếu tiền đầu tư, khu đất được đấu giá đó cũng không thể nào để lãng phí. Bằng không cùng Hoàng Cầu và Trần Thị hợp tác phát triển đi. Đây là hạng mục mà cả lợi ích kinh tế và hưng thịnh xã hội đều cùng có lợi. Tôi nghĩ Trương Tổng nhất định sẽ bằng lòng giúp con trai mình một tay, phải vậy không? Đối với Hồ Tổng mà nói, chị e là không tiện. Tuy là nói là người một nhà, nhưng Chủ tịch Hồ với Trương Tổng, tôi thấy chuyện này được rồi. Cảm ơn kiến nghị của Kiều Tổng. Hằng Thịnh rất muốn cùng Tập đoàn Hoàng Cầu và còn cả Trần Thị cùng phát triển hạng mục khu nhà kỹ thuật số. Hằng Thịnh cung cấp đất, Hoàng Cầu cung cấp tiền đầu tư, Trần Thị cung cấp kỹ thuật. 3 công ty hợp tác đã có thể kiếm ra tiền, lại có thể góp sức cho xã hội. Chuyện tốt tại sao không làm chứ? Mọi người hôm nay đều tập trung ở đây rồi, vậy thì chẳng bằng hôm nay chúng ta cùng nhau công bố việc bắt tay hợp tác đi. Tin tốt mà. Các vị, mời mọi người chúng ta cùng kỳ vọng hạng mục khu nhà kỹ thuật số của Hằng Thịnh, Hoàng Cầu và Trần Thị. Chúng ta cạn ly. Cạn ly. Cạn ly. Trương Tổng, không lẽ ông không vui vì kiến nghị này hay sao? Tôi nói nè Hồ Tổng, có cần phải uống say đến mức này không? Mọi người đều khách khí đến xã giao, một mình anh uống đến say bí tỉ. Ở đây khó chịu quá, nặng nề quá. Kiên Dư, đợi đã. Nói cho tôi, tại sao hợp tác với Kiều Lực?